Hân hoan chào đón các em đến với tiết âm nhạc lớp 1. Nhạc sĩ Hoàng Vân là một nhạc sĩ lớn. Ông đã sáng tác những bản anh hùng ca và những tác phẩm của ông gắn liền với các sự kiện trọng đại của dân tộc. Về các tác phẩm viết cho thiếu nhi, ông có những bài hát rất là gần gũi, thân thương, như bài hát Ca ngợi Tổ quốc, Em yêu trường em, Con chim vành khuyên, và bài hát Đường lên đỉnh núi là một trong những bài trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia mà chúng ta thường nghe. Tiết trước, các em đã được học bài hát Sắp đến Tết rồi của ông. Và tiết hôm nay, cô trò chúng ta sẽ được ôn tập lại bài hát này. Đó là nội dung của bài học hôm nay. Và để học tốt nội dung này, chúng ta chuẩn bị một vở âm nhạc lớp 1 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Và đi kèm là phần mềm iBook. Với phần mềm này, các em có thể tự học, tự ôn luyện, kiểm tra, đánh giá năng lực của mình mọi lúc mọi nơi. Đằng sau mỗi quyển sách có thẻ cào, các em có thể cào lấy mã số, truy cập vào phần mềm và sẽ bắt đầu nội dung bài học các em cần. Bây giờ cô trò chúng ta bắt đầu vào tiết học nhé. Đã được lắng nghe lại giai điệu và cảm nhận lại nội dung ca từ của bài hát Sắp đến Tết rồi. Bây giờ cô mời tất cả chúng ta cùng nhau hòa giọng theo phần nhạc không lời của phần mềm iBook nhé. Với sự hỗ trợ của phần mềm iBook, các em có thể tập luyện bài hát, tập đi tập lại nhiều lần. Đến lúc nào mà chúng ta cảm thấy là tự tin, hát đúng về giai điệu, lời ca, thể hiện rõ ràng về nhịp, tiết tấu của bài hát nhé. Bây giờ chúng ta sang thực hiện bài tập thực hành. Với nội dung này, cô sẽ nhờ sự hỗ trợ của phần mềm iBook để cùng các em thực hiện đáp án nhé. Bài tập số 1. Em hãy điền lời ca còn thiếu vào chỗ có dấu chấm ba chấm để hoàn chỉnh bài hát Sắp đến Tết rồi. Câu 1, sắp chấm chấm chấm. Chúng ta sẽ điền từ còn thiếu là đến Tết rồi. Câu tiếp theo, chấm 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 vui. Từ còn thiếu là đến trường. Rất vui. Câu 3, sắp chấm 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 tôi còn thiếu là đến Tết rồi. Như vậy chúng ta còn thừa có thừa chữ rồi. Câu tiếp theo, về chấm 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 tôi còn thiếu là nhà. Rất vui. Mẹ chấm 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 tôi còn thiếu, mẹ mua cho
chấm chấm chấm, từ còn thiếu lá, từ mới. Ai cũng chấm chấm chấm, vui mừng. Ghê. Mùa xuân, từ còn thiếu, nãy em đã, nay em đã lớn. Biết chấm chấm chấm, đi thăm ông bà. Chúng ta kiểm tra lại. Vậy là chúng ta đã có đáp án chính xác. Xin chúc mừng các em. Bài tập số 2. Em hãy hát và tự tập một số động tác linh hoạt theo gợi ý sau. Các em vào phần hướng dẫn của phần mềm Facebook, bấm để xem phần trình bày của bạn nhỏ và tham khảo. Các em có thể vào xem nhiều lần để tham khảo động tác của bạn nhỏ và tự sáng tạo cho mình vài động tác cho phù hợp với bài hát nhé. Vậy là hôm nay cô trò chúng ta đã cùng nhau ôn lại bài hát Sắp đến Tết rồi của nhạc sĩ Hoàng Vân, một bài hát rất là vui tươi, rộn ràng, thể hiện được cái sự hào hứng của các em vào những ngày cuối năm, sắp sửa đón những ngày Tết đến với chúng ta. Về nhà, các em có thể truy cập vào phần mềm Facebook để ôn tập lại bài hát, và tuần sau chúng ta sẽ được ôn lại hai bài hát Đàn Gà Con và Sắp Đến Tết Rồi. Bây giờ cô trò chúng ta tạm biệt, hẹn gặp lại các em vào tiệc nhạc tuần sau nhé.